Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ và Trung Quốc lao vào chiến tranh lạnh vì cúm Vũ Hán. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thời gian gần đây cáo buộc và cho rằng chính phủ Trung Quốc có thể đã để mặc cho dịch bệnh này lây lan ra toàn cầu. Và ông đe dọa buộc Bắc Kinh phải trả đáng kể cho đại dịch này. Ngược lại, các quan chức Trung Quốc lại buộc tội chính quyền ông Tổng thống Mỹ Donald Trump cố tình lờ đi tình hình quản lý yếu kém một cách nguy hiểm và cố gắng tống tiền. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tình trạng Washington và Bắc Kinh công kích nhau nặng lời gần đây hàng ngày gửi đi tín hiệu báo động đến các chuyên gia về an ninh quốc gia. Họ lo rằng đang có mầm mống của một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa hai siêu cường vào thời điểm đang có khủng hoảng toàn cầu. Đây là một sự chuyển động nguy hiểm đối với thế giới. Bà Rexer, một chuyên gia về Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Nhà nước có trách nhiệm QuickSea đã nói, viện của bà cổ suý cho sự kiềm chế trong chính sách quân sự của Hoa Kỳ. Cái chính phủ Mỹ và Trung Quốc đều đang cố gắng khai thác thất bại của bên kia để phục vụ cho lợi ích đối nội, bà nói, và cho rằng họ đang lấy lửa, dập lửa giữa lúc thế giới đang bị hỏa hoạn. Bà Ode và các chuyên gia khác cho rằng hậu quả có thể rất to lớn, kéo dài đại dịch, làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán thương mại nhạy cảm và mở ra những rạn nứt địa chính trị mới. Ông Jacob Stocker, một nhà nghiên cứu phân tích kỳ cựu về chính sách của Trung Quốc nói tiếp như sau. Đây là một vấn đề nghiêm trọng mà bạn hy vọng sẽ có sự hợp tác của toàn thể thế giới, đặc biệt là giữa các cường quốc hàng đầu. Bởi vì nếu không có sự hợp tác đó, mặt tiêu cực sẽ rất lớn. Ông Stocker hiện nay đang làm việc cho Viện Hòa bình của Hoa Kỳ, một viện phi đảng phái. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở nên xấu đi trong gần 50 năm qua. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại lễ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 ở Washington vào ngày 15 tháng 1 năm 2020. Cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy căng thẳng tăng cao sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự. Mặc dù Hải quân Hoa Kỳ đã tiến hành một loạt các hoạt động tự do hàng hải gần đây ở Biển Đông, trong khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh hải của họ. Nhưng quan hệ Trung-Mỹ hiện ở mức xấu nhất trong gần 50 năm qua, ông Stocker, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Phó Tổng thống Mỹ Biden đã nói như vậy. Một trong những thiệt hại đầu tiên có thể xảy ra là thỏa thuận thương mại được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ký kết tại Nhà Trắng vào hồi tháng 1 là thỏa thuận giai đoạn 1 mà các quan chức Nhà Trắng từng nói rằng sau này sẽ có một hiệp định lớn hơn về những vấn đề còn khó khăn hơn. Không rõ liệu Trung Quốc có sẵn sàng hoặc có thể thực hiện các cam kết của mình trong giai đoạn 1 hay không. Trong đó có lời hứa sẽ mua thêm 200 tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong 2 năm tới, từ nông sản cho đến ô tô và dụng cụ y tế. Ông Stocker nói rằng, ngay cả trong thời kỳ kinh tế bình thường, thực hiện cam kết cũng đã khó rồi. Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc hiện đang sụt giảm vì đại dịch, chính phủ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể tìm cách đàm phán lại bản thỏa thuận. Và liệu có thể có giai đoạn 2 không khi mà giai đoạn 1 chẳng đi đến đâu? Ông Stocker đã nói tiếp. Và đó là một thách thức rất lớn. Vào hôm 4 tháng 5 năm 2020, Bộ trưởng Tài chính của Tổng thống Mỹ Donald Trump Steven Mnuchin nói ông hy vọng Chủ tịch Tập sẽ thực hiện đầy đủ thỏa thuận ký hồi tháng 1 bất chấp căng thẳng gia tăng và cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra trên toàn cầu hiện nay. Nếu họ, tức là Trung Quốc, không làm như vậy, sẽ có những hậu quả rất đáng kể trong mối quan hệ và trong nền kinh tế toàn cầu về mặt các bên sẽ thay đổi cách làm ăn với Trung Quốc, ông Mnuchin đã nói trong một cuộc phỏng vấn như vậy. Nhưng ngay cả khi ông Mnuchin hy vọng sẽ duy trì được thỏa thuận thương mại, ông Trump vẫn đưa ra ý tưởng áp thuế mới đối với Trung Quốc và cố gắng đòi bồi thường cho thiệt hại kinh tế và nhân mạng vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán diễn ra toàn cầu, giết chết rất nhiều người Mỹ. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper vào hôm 6 tháng 5 năm 2020 tại cuộc họp tại Nhà Trắng đã chỉ trích Trung Quốc hung hăng trên Biển Đông, che giấu dịch bệnh từ đầu và trục lợi từ đại dịch để đánh bóng hình ảnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ đã vi phạm một sai lầm khủng khiếp và họ không muốn thừa nhận điều đó. Tổng thống Mỹ đã nói vào hôm 3 tháng 5 trong một buổi gặp với công dân công chúng trên kênh Face News. Họ đã cố gắng che giấu, họ đã giật thông tin về nó giống như một đám cháy, nhưng họ đã thất bại, ông Trump nói tiếp. Tổng thống Mỹ cho biết ông đang tìm cách để buộc Trung Quốc trả tiền
nhưng ông không đưa ra chi tiết cụ thể. Chúng tôi chưa xác định số tiền cuối cùng là bao nhiêu, ông Trump đã nói tuần trước khi được hỏi về các khoản bồi thường có thể đòi. Số tiền sẽ rất đáng kể, ông nói thêm. Nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhất quyết thực hiện lời hứa và đe dọa về thuế quan hoặc với các hoạt động trả đũa kinh tế khác, điều đó có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế, bà Ode đã nói như vậy. Nó sẽ có tác động to lớn, làm ớn lạnh nền kinh tế và thị trường toàn cầu, bà nói. Căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc bị đại dịch cúm Vũ Hán làm cho trở nên tồi tệ hơn, làm khởi phát cuộc chiến tranh lạnh mới, cựu nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Nhà Trắng, Wilhelm đã nói vào hôm 5 tháng 5 năm 2020. Thực tế là căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang gia tăng đáng kể tại thời điểm này, ông Wilhelm, cựu phó giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia nói với đài CNBC như vậy. Đây là hình ảnh phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã nhiều lần cổ suý mà không có bằng chứng cho ý tưởng theo đó nói dịch cúm Vũ Hán có thể là nguồn gốc từ Mỹ. Hôm 12 tháng 3, ông Triệu nói trong một tweet rằng có thể chính quyền quân đội Hoa Kỳ đã mang virus đến Vũ Hán. Một ngày sau đó, ông tweet một bài báo của trang web Global Research với tiêu đề bằng chứng nữa cho thấy virus có nguồn gốc từ Mỹ và kêu gọi người đọc chia sẻ bài báo này sau đó đã bị xóa đi. Tôi biết mọi người cảm thấy bất an với thuật ngữ này, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta phải trung thực và gọi đúng tên của sự việc. Và đây là sự khởi đầu của chiến tranh lạnh mới, và nếu chúng ta không cẩn thận, mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn nhiều, ông nói thêm. Thực tế là người ta ngày càng thất vọng với các chính sách kinh tế của Trung Quốc, và Trung Quốc cũng phải trả lời rất nhiều câu hỏi về liên quan đến virus corona, ông nói. Ông Wilhelm rời chức vụ của mình trong Nhà Trắng vào hồi năm ngoái và để chia sẻ những thông tin này. Ông Yêu Văn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ tại Đại học Bắc Kinh cho rằng những lời đao to búa lớn không ngừng của chính quyền của ông Trump đổ lỗi cho Trung Quốc về dịch COVID-19 có nguy cơ gây ra cuộc chiến tranh lạnh mới. Nó cũng có thể làm xấu đi hình ảnh của Mỹ trong công chúng Trung Quốc, ông nói. Trước đây, người ta thường coi hệ thống chính trị của Hoa Kỳ là đáng tin cậy. Giờ thì điều đó đã bắt đầu thay đổi, ông Yong Vang đã nói như vậy. Đây là hình ảnh Viện Nghiên cứu Virus học Vũ Hán, còn gọi là Phòng Thí nghiệm P4 Vũ Hán, nơi nổi tiếng về việc nghiên cứu loại virus corona liên quan tới rơi. Như nhiều chuyên gia chính trị và quan chức chính phủ Trung Quốc, ông Vang tin rằng các cáo buộc của ông Trump đối với Trung Quốc là một phần của mưu đồ nhằm đánh lạc hướng những chỉ trích trong nước Mỹ về việc ông Trump xử lý đại dịch. Trong những tuần gần đây, ông Trump đối diện với kết quả thăm dò ý kiến cho thấy sự ủng hộ dành cho ông bị giảm, trong khi đó ông Biden đang vượt lên một chút ở một số bang chiến lược địa. Trung Quốc cũng bị chỉ trích vì thiếu minh bạch về dịch bệnh, đặc biệt là trong giai đoạn đầu khi họ kiểm duyệt thông tin về virus và bịt miệng các bác sĩ đã cố gắng phát đi tín hiệu báo động điều đó đã xảy ra. Và bản thân người dân Trung Quốc đã có những phản ứng rất dữ dội về việc chính quyền nước này giấu thông tin. Và ông Tập đã nhanh chóng bóp nghẹt Trung Quốc bị chỉ trích dữ dội cũng ở nước ngoài. Ngay cả ở thời điểm hiện tại, các quan chức và các chuyên gia y tế của Hoa Kỳ vẫn đặt câu hỏi liệu có thể tin nổi hay không số liệu về tỷ lệ lây nhiễm và số người chết của Trung Quốc. Bắc Kinh gần đây đã hạn chế việc tiếp cận với cuộc nghiên cứu của Trung Quốc về virus corona chủng mới và điều đó càng làm tăng thêm mối lo ngại và nghi ngờ. Hoa Kỳ không phải là quốc gia duy nhất tức giận về cách thức Trung Quốc xử lý dịch và các nhà lãnh đạo thế giới khác cũng đã hình dung về hậu quả khi công kích Bắc Kinh. Ở Úc, Thủ tướng Scott Morrison đã kêu gọi cần có một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của virus corona. Trung Quốc đã nhanh chóng phản ứng, bao gồm cả đe dọa tẩy chay kinh tế đối với sản phẩm của Úc và cáo buộc rằng ông Morrison đang dính líu vào thứ chủ nghĩa cơ hội đáng khinh. Đây là hình ảnh Thủ tướng Úc Scott Morrison. Mong muốn buộc Trung Quốc phải trả giá là điều có thể hiểu được. Ông Dan Blumenthal, Giám đốc Nghiên cứu Châu Á tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, một tổ chức cố vấn đặt ở Washington. Nhưng ông Blumenthal, một cựu quan chức lầu năm góc trong chính quyền của ông George Bush, nói rằng ông Trump phải có những bước đi cẩn thận vì Mỹ còn phụ thuộc vào Trung Quốc về một số mặt hàng y tế. Ông ấy không nên khẩu chiến với ông Tập, lý do là có liên quan đến xuất khẩu thiết bị y tế Trung Quốc và những thứ quan trọng khác mà chúng ta, tức là Mỹ cần. Ông nói, về lâu dài, các chính trị gia Mỹ và công chúng sẽ muốn ít phụ thuộc hơn vào Trung Quốc và sẽ ủng hộ các nỗ lực tách hai nền kinh tế ra. Nhưng một nỗ lực như vậy có thể mất nhiều năm và sẽ phải trả giá, ông nói tiếp. Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ phải nói rất thẳng thắn với công chúng rằng trong một thời gian các sản phẩm này sẽ có giá cao hơn. Ông Blumenthal đã chia sẻ ý kiến của mình. Ông Vang,
chuyên gia của Đại học Bắc Kinh nói rằng nếu Hoa Kỳ dẫn tới việc thực hiện lời đe dọa, đòi Trung Quốc đền bù thiệt hại liên quan đến virus corona hoặc chia tách hai nền kinh tế, có lẽ điều đó sẽ gây ra phản tác dụng. Trung Quốc đã bắt đầu có dấu hiệu cho thấy đây sẽ là nền kinh tế đầu tiên phục hồi sau khủng hoảng, đưa Bắc Kinh ở vào vị thế mạnh hơn để trả đũa nếu quan hệ xấu đi và thêm xấu nữa, theo ông Văng chia sẻ. Ông Văng cũng nói rằng nếu Hoa Kỳ cố xa lánh Trung Quốc về mặt ngoại giao, thì Bắc Kinh sẽ chuyển sang hình thành các liên minh sâu sắc hơn ở châu Âu, châu Á và trên thế giới. Cần phải nói rõ, Trung Quốc không muốn điều đó xảy ra, Trung Quốc muốn hợp tác, ông Văng đã nói. Nhưng Trung Quốc sẵn sàng phản công kinh tế nếu những nhân vật có quan điểm rìu hâu về Trung Quốc trong chính quyền của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đi trên con đường nguy hiểm này. Ông Văng đã kết thúc công việc của mình và chia sẻ như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 7 tháng 5 năm 2020 với bản tin Mỹ và Trung Quốc lao vào cuộc chiến tranh lạnh vì cúm Vũ Hán. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.